Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên luôn xác định công tác cải cách hành chính, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Năm 2024, văn phòng phấn đấu 100% hồ sơ xử lý đúng hạn, hạn chế tối đa số lượng hồ sơ giải quyết chậm hạn, hồ sơ trả lại, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Đơn vị cũng tiếp nhận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến Phần đấu số lượng hồ sơ nộp trực tuyến năm 2024 chiếm trên 95% tổng số hồ sơ thuộc danh mục hồ sơ trực tuyến được giải quyết.